Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Quang Huy Villa với, với chuyên mục đi bán nhà đất chính chủ. Anh em tôi hôm nay đưa mọi người sang tham quan một cái căn biệt thự rất là đẹp ở tại khu C làng đại học, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, nhà anh Nguyên và chỗ này là đường C1. Căn này hiện tại anh đang rất là kẹt tiền, nhà hướng nam, lòng đường 10 m vì hè mỗi bên 3 m, 10 x 25. Xin mời bà con hãy cùng tôi vào khám phá và tham quan một cái căn biệt thự đẹp nhất nhì ở tại khu vực làng đại học. Tính đến thời điểm hiện tại, một trệt hai tầng lầu và một tu. Căn này thì anh ấy mới xây được 2 năm. Chỗ đằng trước này là có khu vực gara xe hơi, sân đậu uh, xe và khu vui chơi. Lòng nhà thì xây dựng 8 x 16 nhà một trệt hai lầu. Đất là 250 m 10 x 25 hướng nam. Diện tích sàn thì được 425 m. Một sàn tầng trệt thì được 146 m này. 6 toilet, và 5 phòng ngủ có hồ cá coi xây với phong cách thiết kế nội thất châu Âu rất là hiện đại và đẹp tông màu trắng là tông chủ đạo này không gian khu vực phòng khách căn này thì sẽ để lại toàn bộ nội thất như thế này cái phòng khách đã được khoảng độ 60 mét vuông tầng trệt thì có một toilet khu vực bếp bàn ăn Sạch ngoài trời tiệc barbecue cũng như là khu vực bể cá coi Ờ, anh ấy xây dựng theo phong cách của châu Âu hiện đại Rất là đẹp nha Căn này thì hiện tại anh đang cực kỳ kẹt tiền Và chỗ khung gian của phòng khách thì anh có thiết kế một cái giếng trời Tất cả máy lạnh âm trần Và tặng lại toàn bộ nội thất Hệ thống điện Panasonic Rất là đẹp Căn này thì chúng ta có thể là mua Để ở Hoặc là mua cho thuê Có thang máy nha Điều đặc biệt của căn này là có thiết kế thang máy, cho nên rất là phù hợp với những cái gia đình cần nhu cầu có thang máy và có những người lớn tuổi. Đây là không gian khu vực bếp này, tủ lạnh side by side, sáp hai cánh. Đó Tất cả đồ nội thất thì nhập khẩu từ châu Âu. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới đảo bếp, à, tất cả là không có xài vật liệu dạng như là gỗ hoặc là uh, gỗ tự nhiên hoặc là gỗ can nha. Toàn bộ xài bằng nhựa. Những cái của tủ bếp trên dưới này, mặt đá mặc bồ Chỗ này là không gian sân sau Sân sau thì nó có cái khoảng thoát hiểm 3 mét Đó Và cái sân 5 mét là làm khu vực bẻ các coi Rồi khu vực uh, barbecue uống cà phê à, Anh ấy xây dựng chờ một bên hông là 2 mét Còn lại là xây sang một vế luôn Chỗ này cách lô góc một lô thôi Hướng chính nam rất là mát Từ đây di chuyển ra Nguyễn Đức Thọ khoảng độ một cây Về Lê Văn Lương thì khoảng độ 400 mét với trung tâm Phú Mỹ Hưng mất khoảng độ 2 cây rưỡi 3 cây. Và đến khu đô thị GS Metro cũng khoảng 2 cây. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu 1. Thiết kế cầu thang hình chữ U. Rồi, Làng càn tệ vị kính cường lực. Mặt đá màu đen, nhìn rất là quý phái. Nền thì lót loại gạch giả gỗ. Và trong phòng thì toàn bộ lát loại gỗ tự nhiên. Tất cả các cửa và các phòng đều là gỗ gõ đỏ nha. Thiết kế không gian cực kỳ là thoáng và sang không gian mở cái căn như thế này chúng ta có thể cho thuê được cái mức giá là 50 cho đến 60 triệu đặc biệt là khách nước ngoài rất là ưa thích những căn như thế này anh ấy đang cực kỳ kẹt tiền mức độ kẹt tiền của anh đấy thì hiện tại tôi nghĩ rằng cái giá 26 tỷ rưỡi tại thời điểm tháng 3 tháng 4 năm 2024 thì thương lượng được rất là nhiều anh ấy đang gấp rút bán và chạy quảng cáo rất là nhiều và cái tài sản này thì nãy tôi cũng chưa có hỏi là anh có đang cầm ngân hàng hay không đây không ra một cái phòng ngủ master nó khoảng được 60 mét vuông này ở khu vực tủ quần áo này anh ấy không có để giường chỉ để nệm thôi bởi vì nhà anh có con nhỏ nha có người giúp việc cho nên dọn dẹp rất là sạch sẽ tất cả đồ thiết bị vệ sinh đó bếp lavabo bồn cầu chậu rửa đều là đồ nhập khẩu hết cực kỳ đẹp căn này thì hai uh, sáu tỷ rưỡi và giá thì còn thương lượng nhiều, à, cái toilet nó khoảng được uh, 20 gần 20 mét vuông, 485 nằm này, cửa toàn bộ là cửa gỗ tự nhiên, làm rất là đẹp, máy lạnh âm trần, Daikin, inverter tiết kiệm điện. Vừa qua thì khu vực nhà bè giao dịch rất là sôi động nha, đặc biệt là những cái dự án La La Villa, Sao làng đại học, rồi Gs Metro City, Galeria và khu dân cư nhà Đức Phạm Phát Hưng còn vừa rồi ở dưới nhà bè chắc phải có đến bốn năm chục cái giao dịch từ những cái hiệu ứng làm đường làm cầu, vành đai đường cao tốc chuẩn bị làm đến uh, khu vực uh, cầu cát lái cũng như là hầm chui thì cũng đẩy nhanh tiến độ hơn nguyễn văn linh cầu cái khô cầu phước long và cái cầu nguyễn khoái có làm gì nữa thì di chuyển về trung tâm rất là gần hoàn công đầy đủ nha Xóm chính chủ hỗ trợ vay ngân hàng tặng lại toàn bộ nội thất như thế này một sàn này được 3 phòng nha đó anh em quý nhà đầu tư có nhu cầu tham quan thực tế đến tham quan nhà anh Nguyên Giá thì còn thương lượng, đàm phán chính chủ luôn Căn này thì không lỗ phong thủy, không cống, không tủ điện Khu vực làn đại học thì đã điện uh, hóa âm hết rồi Đây là không gian một cái phòng ngủ master ở trên lầu 2 Lầu 2 thì có hai phòng, lầu 1 thì có 2, 3 phòng Tổng cộng 5 phòng ngủ, 6 toilet, thang máy Rất là đẹp này. Uh, Căn này thì uh, mới xây được khoảng 2 năm và đây là xây mới 100% hoàn công đầy đủ nha Ngân hàng sẽ cho vay 70% 26 tỷ rưỡi còn thương lượng Và tôi nhấn mạnh rằng anh ấy đang quảng cáo trên rất là nhiều những cái nền tảng Từ bay cam, youtube, facebook Rồi thì anh ấy đăng tin Anh ký gửi cực kỳ nhiều mô giới Cần ra hàng gấp trong cái tháng 4 này Quý nhà đầu tư có nhu cầu quan tâm Tham quan thực địa Đàm phán thương lượng trực tiếp với anh Nguyên Cam kết là mua ra gốc trực tiếp của gia chủ Thì hãy đến đây tham quan căn này và có thể chọn đây là nơi đầu tư sinh cư lập nghiệp cũng như là nơi tích trữ tài sản cho thuê cũng được khoảng độ 50 60 triệu. Đặc biệt là quý nhà đầu tư có nhu cầu quay bán nhà đất chính chủ, review bất động sản, căn hộ biệt thự shop house nhà phố thì hãy inbox cho nhóm tôi đặt lịch để chúng tôi đến review bán đạt trên đa nền tảng một cách nhanh nhất và trung thực nhất cũng như được giá nhất nha. Đây, không gian của khu vực cái uh, cầu thang máy này thang nội địa nhập và cái thang này trọng tải là 350 kg. Anh em có nhu, tư, có nhu cầu thì hãy inbox cho anh Nguyên. Tôi xin kết thúc cái video đây. Xin chào.